Nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam đã ghi dấu ấn khi liên tục giữ vị trí nhóm đầu trong kim ngạch xuất khẩu của thế giới, đưa Việt Nam chúng ta vào trong nhóm 23 nước có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất thế giới. Thật sự quá tự hào Việt Nam. Vậy đâu là những mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất thế giới? Ngay bây giờ hãy cùng với top 1 chúng mình tìm hiểu nhé! 8 thứ Việt Nam xuất khẩu đứng top đầu thế giới, bất ngờ số 3. Xuất khẩu gạo số 2 thế giới đạt 4 tỷ USD. Mặt hàng đầu tiên chắc chắn không còn xa lạ gì, bởi Việt Nam chúng ta xuất khẩu gạo ra thị trường thế giới cũng đã 15 năm rồi đấy. Ngành gạo xuất khẩu năm qua cũng đạt những kết quả rực rỡ. Năm 2022, lần đầu tiên, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam của chúng ta đạt 7 triệu tấn, trị giá gần 4 tỷ USD. Với sự đột phá mới về thị trường đã giúp xuất khẩu gạo tăng mạnh cả về giá trị và số lượng. Đặc biệt, doanh thu xuất khẩu tăng hơn 200% so với các năm trước. Thị phần tiêu chuẩn cao xuất khẩu sang khối châu Âu cũng tăng mạnh về số lượng, đạt 24.000 tấn. Gạo thương hiệu Cơm Việt Nam Rice được đưa vào hai siêu thị lớn của nước Pháp. Quá là đỉnh phải không nào các bạn? Không những thế, ông Nguyễn Duy Thuận, Tổng Giám đốc Tập đoàn Lộc Trời chia sẻ, hiện có rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước liên hệ để kết nối hợp tác với tập đoàn. Dự kiến trong năm 2023 tiếp tục là một năm khả quan. Hiện tại, gạo Lộc Trời đã bán rộng khắp các nước châu Âu và đang đàm phán để chính thức lên kệ tại các siêu thị ở Đức, Thụy Sĩ. Dân khẳng định, Việt Nam là cường quốc lúa gạo, có thể đạt kim ngạch xuất khẩu nhiều hơn 7 triệu tấn trong năm 2023. Tự hào quá các bạn ạ, gạo Việt Nam thì quá chuẩn là ngon rồi. Nói thật, có nhiều loại gạo mà top 1 chúng mình còn không biết tên. Tiện thể cho mình hỏi là nhà các bạn đang dùng loại gạo gì, hãy để lại một cái tên nhé. Và mặt hàng tiếp theo cũng vô cùng ấn tượng đấy. Viên nén gỗ xuất khẩu thứ 2 thế giới. Nghe tiêu đề chắc hẳn nhiều bạn đang thắc mắc, không hiểu đây là sản phẩm gì phải không? Dành cho bạn nào chưa biết, trên màn hình là viên nén gỗ, chứ không phải là bỏng ngô mà các bạn hay ăn đâu nhá. Đây là một loại nhiên liệu đốt xanh, thay thế dần cho các chất đốt không thân thiện với môi trường như là than đá, than củi, than tổ ong. Viên gỗ nén được sản xuất từ các nguyên liệu tự nhiên như là mùn cưa, gỗ vụn, dăm bào, thân ngô, vỏ cây, trấu. Tuy xa lạ với chúng ta nhưng mà món hàng này đã xuất khẩu ra nước ngoài và mang về gần 2,9 tỷ USD, giúp Việt Nam leo lên thành nước xuất khẩu viên nén thứ 2 thế giới. Năm 2022, viên nén đứng thứ 4 về giá trị xuất khẩu trong 8 mặt hàng xuất khẩu gỗ và lâm sản, chỉ đứng sau đồ gỗ nội ngoại thất, gỗ nguyên liệu, bao gồm cả gỗ rán, dăm gỗ. Nhìn chung thì trong câu lạc bộ 10 tỷ USD, ngành gỗ và sản phẩm gỗ tuy gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn mang về 16,5 tỷ USD. Và vui hơn nữa là theo các chuyên gia, gỗ Việt Nam đang có thương hiệu khá tốt trên thị trường và đang dần từng bước trở thành một quốc gia sản xuất và xuất khẩu gỗ đứng đầu thế giới. Top 1 hy vọng là trong tương lai, mà biết đâu là năm sau, năm 2024, ngành gỗ Việt Nam chúng ta sẽ đứng đầu thế giới về xuất khẩu nhỉ? Ai cùng chung hy vọng này thì hãy comment đồng ý ngay bên dưới nhé! Hồ tiêu xuất khẩu số 1 thế giới. Thật sự quá tự hào khi Việt Nam chúng ta có những mặt hàng xuất khẩu đứng đầu thế giới. Hay nói cách khác là thế giới khá yêu thích và dùng hồ tiêu của Việt Nam chúng ta nhiều nhất đấy. Tiện thể, ở đây có bạn nào thích ăn hạt tiêu không? Trong bữa cơm hàng ngày, kiểu gì top 1 cũng phải có tí tiêu cho nó cay cay mới phê. Ai cùng chung sở thích thì điểm danh ngay nhé. Sau nhiều năm vắng mặt, hồ tiêu Việt Nam đã quay lại nhóm ngành hàng xuất khẩu tỷ USD trong năm 2022. Với xấp xỉ 1 tỷ USD. Chiếm đến 44,2% kim ngạch xuất khẩu của thế giới. Với năm thị trường chính đó là Hoa Kỳ, Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ấn Độ và Đức. Hồ tiêu của Việt Nam từ lâu đã có tên trên bản đồ thế giới. Còn châu Âu là thị trường lớn của hồ tiêu Việt Nam, chiếm đến 22-23% thị phần. Với Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, hồ tiêu Việt Nam có nhiều lợi thế hơn so với các đối thủ như là Malaysia, Ấn Độ, Campuchia. Việt Nam đang xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia, nghĩa là hướng đến hồ tiêu đã qua chế biến. Dù mới chỉ có khoảng 30% sản lượng hồ tiêu đã qua chế biến, nhưng đã đứng vào hàng ngũ xuất khẩu trên tỷ USD rồi đấy. Và chúng ta cùng kỳ vọng, trong năm 2023 này, hồ tiêu sẽ giữ vững vị trí và đẩy mạnh hơn nữa. Tiếp theo là một cái tên nổi đinh nổi đám, top 1 cực kỳ mê. Các bạn thử đoán xem đó là gì? Ai đoán đúng thì top 1 chúng mình mời ngay một cốc. Cà phê chỉ đứng sau Brazil. Ôi chà chà, gió lạnh đã ùa về rồi. Nhắc tới cà phê thôi đã thấy mùi thơm bay khắp phòng, bay khắp cả video rồi đấy. Thèm quá các bạn ơi. Nhấp tạm một ngụm cà phê online rồi tiếp tục xem video nhé.
Bất chấp nhiều thách thức, ngành cà phê Việt Nam đã về đích với 1,72 triệu tấn xuất khẩu, trị giá 3,94 tỷ USD, tăng 10,1% về lượng và tăng 28,3% về giá trị so với năm 2021. Giá xuất khẩu bình quân cà phê năm 2022 ở mức 2.293 USD trên một tấn, tăng 16,6% so với năm 2021. Đây là mức kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong những niên vụ vừa qua, khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về cà phê. Quá giỏi phải không nào các bạn? Cà phê Việt Nam vẫn là số 1 đỉnh của job, bảo sao khách quốc tế phải qua Việt Nam và nhất định phải thử cà phê của chúng ta. Top 1 còn thành con nghiện cơ mà. Theo dự báo của Tổ chức Cà phê Thế giới, ước tính chỉ có 2 nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, đó chính là Brazil và Việt Nam, sẽ chiếm khoảng trên 100 triệu bao, đáp ứng hơn 60% nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu trong niên vụ 2022 đến năm 2023. Hàng cà phê Việt Nam chúng ta thì đạt tiêu chuẩn về tỷ lệ nhiễm thuốc diệt cỏ, được đánh giá ở mức độ tốt, lợi thế hơn khi cạnh tranh với cà phê của Brazil. Thủy sản đứng thứ 3 thế giới. Như chúng ta đã học ở môn địa lý thì nước ta có đường bờ biển dài, vậy nên không xa lạ gì khi nước ta có thể xuất khẩu thủy sản đứng hẳn thứ 3 trên thế giới. Các bạn có biết không, năm 2022 là mốc đặc biệt của ngành thủy sản đấy, vì đây là lần đầu tiên ngành kim ngạch xuất khẩu đạt 11 tỷ USD. Theo đó, kim ngạch đạt mức kỷ lục so với kế hoạch 9 tỷ USD. Hai mặt hàng xuất khẩu ấn tượng đó là tôm với 4,2 tỷ và cá tra 2,35 tỷ USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Và cá ngừ cũng là lần đầu tiên trở thành ngành hàng xuất khẩu tỷ USD. Nhắc đến cá thì top 1 chúng mình chưa từng ăn cá tra hay là cá ngừ các bạn ạ. Chắc chỉ có bạn nào ở vùng biển thì may ra mới được nếm thử. Hãy chia sẻ một tí hương vị cho top 1 cũng như là ai ở miền núi được biết nhé. Xem nó ngon cỡ nào mà các nước lại mua cá của chúng ta nhiều đến thế. Da dày số 2 thế giới, nâng tỷ lệ nội địa hóa. Đến đây thì top 1 chúng mình thực sự bất ngờ vì Việt Nam, một đất nước nhỏ bé đang trên đà phát triển, lại xuất khẩu ra thế giới nhiều mặt hàng phong phú đến vậy các bạn ạ. Mà đã xuất ra thì chỉ có đứng top 1 hoặc là top 2 thế giới thôi mới đỉnh chứ. Theo số liệu kim ngạch xuất khẩu da dày mới nhất, năm 2022, ngành đạt 27 tỷ USD, tăng trưởng hơn 30%, vượt kế hoạch. Và đặc biệt, theo các chuyên gia đánh giá, với việc tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, cộng thêm các hiệp định quan trọng sẽ tạo lợi thế cho Việt Nam thu hút nhiều đơn hàng hơn. Dệt may xuống thứ 3, nhưng kim ngạch kỷ lục. Theo ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam, dù năm 2022, dệt may Việt Nam bị tụt xuống vị trí thứ 3 sau Trung Quốc và Bangladesh, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với 11%. Kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục với 44,5 tỷ USD. Ngành vẫn duy trì tăng trưởng 2 con số và xuất khẩu được vào thị trường khó tính. Điển hình tại Mỹ, thị trường này yêu cầu đa dạng về dòng hàng, làm nhiều đơn hàng khó, đáp ứng thời gian giao hàng, nên Việt Nam cạnh tranh tốt hơn so với những nước chỉ làm hàng tập trung. Nhờ đó mà tại Mỹ, Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc về sự đa dạng dòng hàng, làm được các đơn hàng nhỏ linh hoạt. Đặc biệt trong bối cảnh sức cầu còn yếu, nhu cầu thay đổi liên tục thì nhà mua hàng sẽ ưu tiên. Mặc dù quy mô đứng thứ 3 toàn cầu, nhưng xuất khẩu dệt may của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng đứng thứ 2. Việc duy trì tăng trưởng xuất khẩu là nhờ vào việc ta có thể làm được nhiều đơn hàng với kỹ thuật khó. Đơn cử như là may 10 là 12 mã hàng, có mã hàng chỉ làm 700 sản phẩm. Dù vậy thì tình hình năm 2023 cực kỳ khó khăn, bài học rút ra là không thể dự báo quá dài. Nếu chưa dừng tăng lãi suất, chưa kiềm chế được lạm phát thì rất khó, chưa kể nguy cơ suy thoái. Có tín hiệu tốt là dù lạm phát nhưng mà thất nghiệp không tăng nên kỳ vọng thị trường giảm cầu là do tâm lý. Đúng là năm nay kinh tế hơi khó khăn thật các bạn ạ. Nếu các bạn không like lẫn comment cho video của top 1 thì top 1 cũng khó lòng làm video ra đều đều cho các bạn lắm. Nên hãy mạnh dạn để lại comment nhé. Và mặt hàng tiếp theo tuy chưa phải là top 10 nhưng lại là một bước phát triển vượt bậc của nước mình đấy. Hàng điện tử đã ở thứ 12 thế giới. Ngành điện tử của Việt Nam chúng ta đứng vị trí thứ 12 thế giới về xuất khẩu. Theo bà Đỗ Thị Thúy Hương, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, dù nhu cầu chung của thế giới giảm nhưng mà Việt Nam chúng ta vẫn tăng trưởng đáng kể do di chuyển cơ học của chuỗi cung ứng sang. Cộng thêm các cứ điểm sẵn có nên Việt Nam có cơ hội gia tăng đơn hàng. Doanh nghiệp Việt cũng có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng nhiều hơn, đơn hàng nhiều hơn, từ đó nâng trình độ và công nghệ. Điều này cũng chứng tỏ Việt Nam chúng ta đang có đà và nhiều tiềm năng phát triển lĩnh vực điện tử các bạn ạ. Hy vọng là sang năm nay, năm 2023, Việt Nam sẽ lọt top 10 các nước xuất khẩu hàng điện tử.
Ai đồng tình thì cho mình xin một like nhé. Các bạn có biết không, ước tính cả năm 2022, nước ta đạt khoảng 371,2 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2021, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 700 tỷ USD. Kết quả này đã củng cố vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế. Theo số liệu thống kê của WTO, xét trên quy mô, xuất khẩu của Việt Nam chúng ta năm 2021 xếp thứ 23 và nhập khẩu xếp thứ 20 thế giới. Đây là một con số vô cùng ấn tượng đấy các bạn ạ. Để đạt được kết quả này, đó là sự cố gắng của các cấp lãnh đạo lẫn người dân chúng ta. Một lần nữa hãy vỗ tay chúc mừng Việt Nam chúng ta nào. Và trong năm nay, các bạn hy vọng Việt Nam chúng ta sẽ đạt được con số nào? Hãy để lại ý kiến xuống dưới phần bình luận nhé. Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề này thì đừng quên ủng hộ Top 1 chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ, hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!